Tiếp tục trong cái bài mà tín hiệu định cơ ấy, thì hôm nay mình sẽ đi kỹ hơn về lý thuyết phân loại xử lý tín hiệu định cơ. Từ cái cách mà người ta phân loại ấy, người ta sẽ có thể xử lý được các tín hiệu liên quan đến máy móc. Đồng thời người ta có thể phân tích được cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Đấy. Vậy thì tín hiệu định cơ thường có mấy loại và loại chưa xử lý của ba xử lý như thế nào, thì hôm nay bài tập tìm hiểu lý thuyết sẽ giải đáp điều này. EMG chưa qua xử lý, đó là tín hiệu định cơ chưa qua xử lý ấy, thì tần số nó từ 10 cho đến 50 Hz, biên độ nó là từ 0 đến 6 mV. Đối với việc mà chỉnh lưu thì ta có hai loại chỉnh lưu. Chỉnh lưu nửa sóng thì người ta chỉ lấy giá trị dương thôi, giá trị âm người ta sẽ bỏ. Chỉnh lưu cả sóng thì người ta sẽ lấy giá trị tuyệt đối của nó. Vậy thì việc lọc diễn ra như thế nào? Lọc thì sẽ có lọc notech, tức là loại bỏ cái dải tín hiệu không được chọn, thì thường là rất hẹp, là người ta sẽ loại bỏ đi cái dải tín hiệu không được chọn và thường thường rất hẹp, thường được sử dụng với tín hiệu EMG có thông số từ 59 cho đến 61 Hz. Như vậy loại mà tín hiệu này đã được xử lý rồi đấy, bởi vì cái tín hiệu mà chưa qua xử lý ấy, thì tần số nó chỉ là đây này, tần số nó là 10 cho đến 50 Hz. Còn để mà sử dụng loại bỏ nhiễu điện đấy, thứ hai là người ta lọc notch thì để loại bỏ cái nhiễu điện đi. Yếu tố lọc tiếp theo là lọc thông thấp, tức là cho tần số đặc biệt đi qua, tần số từ 20 đến 300 Hz, gồm cả lọc 60 Hz và lọc nhiễu thiết bị. Người ta sẽ lấy giá trị điện áp trung bình, tín hiệu điện cơ mức trung bình được sử dụng để xác định những cơ tích cực trong toàn bộ thời gian. Hoạt động trung bình sẽ gây thay đổi về pha và tạo ra giá trị lệch. Người ta sẽ lấy cái phân là việc tính diện tích nằm phía dưới tín hiệu được chỉnh lưu, xác định bằng số lượng cơ tích cực. Khai căn trung bình phương tính toán bằng cách là bình phương mỗi giá trị điện áp cộng với tổng chia cho số giá trị quan sát và căn căn bậc 2, gọi giá trị điện áp là A1, A2 chấm 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 để cho đến AN, thì người ta sẽ xác định được số điểm biên độ vượt mức không, tức là đếm số lần biên độ mà một cơ hoạt động tích cực phát ra nhiều ảnh hưởng hơn. Sau đó người ta sẽ phân tích tần số. Phân tích tần số chúng ta có hai ý, đó là phân tích chuỗi Fourier nhanh dùng để ngắt tín hiệu điện cơ trong thành phần tần số của chúng. Phân tích tần số này thì hữu ích trong việc là trong tần số cắt và sự mệt mỏi của các cơ bắp. Phân tích sự mệt mỏi là sự co cơ cùng kích thước. Tần số trung tâm sẽ giảm đi khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong cơ. Người ta sẽ sử dụng phân bố xác suất biên độ hàng ngày minh họa cái sự thay đổi tín hiệu và quá trình phân bố này kéo dài suốt trong quá trình làm việc. Người ta sẽ phân tích độ gợn sóng. Đấy. Đối với việc mà phân tích độ gợn sóng á, người ta sử dụng đối với việc xử lý tín hiệu mà có thể di chuyển hoặc là thay đổi thời gian, mục đích là để biểu diễn cái tín hiệu như một sự kết hợp tuyến tính, một tập hợp cái hàm. Độ gợn sóng sẽ loại bỏ cái độ nhiễu của một tín hiệu và người ta sẽ chuẩn hóa nó, tức là sẽ cung cấp một thông tin hữu ích khi các thông tin này đủ chất lượng và chất lượng dữ liệu, có thể là một quá trình định tính hay là có thể tính toán được. Vậy thì qua bài ngày hôm nay chúng ta có thể lưu ý điều gì, đó là chúng ta có bốn điều lưu ý. Một, tín hiệu điện cơ chưa qua xử lý sẽ có tần số nằm trong khoảng 10 đến 50 Hz, biên độ trong khoảng 0 đến 6 mV. Khi mà chỉnh lưu thì chỉnh lưu yếu tố thứ hai là
khi mà chỉnh lương thì người ta sẽ chỉnh lương nửa sóng, người ta sẽ lấy giá trị dương bỏ giá trị âm, chỉnh lương cả sóng người ta sẽ lấy giá trị tuyệt đối. Đối với lọc, lọc thì lọc nó tính là người ta sẽ loại bỏ cái giải tín hiệu không được chọn và thường rất hẹp. Đối với việc lọc thông thấp thì người ta sẽ cho tần số đặc biệt đi qua. Tiếp theo là người ta sẽ yếu tố thứ ba là lấy chức phân, tức là việc tính diện tích nằm phía dưới tín hiệu được chỉnh lương xác định bằng số lượng cơ tích cực. Tức là người ta sẽ khai căn trung bình phương ra, tính toán bằng cách là bình phương mỗi giá trị điện áp cộng với tổng rồi chia cho số giá trị quan sát và căn bậc hai. Đấy, yếu tố thứ tư là người ta sẽ phân tích tần số. Phân tích tần số thì người ta sẽ có hai yếu tố là biến đổi Fourier nhanh dùng để ngắt tín hiệu điện cơ trong thành phần tần số của chúng. Phân tích tần số hữu ích trong việc là trong tần số cắt và sự mệt mỏi của cơ bắp. Người ta ngoài ra người ta còn phân tích độ lượng sóng nữa. Đấy. Vậy thì bài ngày hôm nay kết thúc tại đây và cái buổi nhật ký học tập đến đây chúng ta nhớ bốn yếu tố quan trọng đó. Đừng quên bốn yếu tố này trong khi làm bài thi hoặc là trong thực tế thực tiễn mà đi làm việc. Đấy. Kết thúc cái buổi nhật ký học tập tại đây.